đường thì có phải uống cái này không? Không. Bây giờ chỉ có bó chân đi cầu thang. Rồi lấy chân bó vô, ai lấy bó chân thử coi. Nằm đây. Đầu đây chân kia. Nói lại khúc đầu. Bệnh nhân này có áo huyết. Cần phải làm áo huyết. Nếu mà đi cầu thang á thì mất đường. Nhưng mà dư đường hay là thiếu đường? Dư đường nên không cần phải uống thêm đường. Thành ra như vậy là chỉ cần đi cầu thang làm hạ áp huyết và hạ đường thì rõ ràng đường là phải hạ, áp huyết phải hạ, không cần uống gì cả. Như vậy thì chúng ta chỉ việc mà bó làm sao, không phải bó chặt cổ chân mà bó chặt bắp chân. Bó chặt cổ chân là đi không được. Tại vì gân máu xanh nó nằm ở bắp chân, chứ bó cổ chân vô cái là nước đau xương. Vì thế này, cái chân này á, chân là phải bó nè. Cái này chân là phải bó. Đây, cái này là chân nha. Đây này, cái này là chân. Cái chân như vậy là phình tĩnh mạch. Phình tĩnh mạch. Vâng, nghe này, cái chân này, cái quan trọng về chân này, cái này là chân. Áp huyết của chân. Áp huyết của chân mà số thứ nhất cao là gì? Là tắc động mạch háng. Tại sao tắc động mạch háng? Vì uống nhiều nước. Đó, có một câu kết luận thôi. Mà uống nhiều nước không? Dạ có, là xong. À, nhớ là chân á, mà số đầu á, là nó cao á, là kết luận một câu là uống nhiều nước. Vậy ai nói rằng Tây đi nó uống nhiều nước tốt đâu? Mình thấy xấu rõ ràng. Khi nào áp cái chân mà số này, cái chân nó chỉ được quyền cao tay có 10 thôi. Thì tốt nó được quyền bao nhiêu? Từ 140 đến 150 là chân khỏe. Bây giờ nó trên 150 là tắc động mạch háng do uống nhiều nước. Đó là, nhưng mà ai nó uống nhiều nước tốt đâu? Tại vì Tây không có mấy đó biết là sao biết được. Cứ ra là uống nhiều nước để lọc thận là chết rồi. Thứ hai nó uống nhiều nước quá là thủy cắt hóa, là suy tim. Suy tim thì bắt đầu tim nó phình ra. Thế là mặt nó to ra, thế là đường mập. Mặt to thế là này. Cái mặt rất là to ra là hở van tim. Rồi bây giờ thử coi là tay sao nhé. Cái là chân, cái là tay nè. Như vậy là uống nhiều nước cái thì mau phải đi lọc thận. 163, 94, 108, tay đó. Đây này, cô Song Nguyên nè. Đường cao thì nhịp tim cao. Phải không? Đường cao nhịp tim cao. Bây giờ nếu mà nhịp tim cao thì gọi là nhiệt. Thì là tay hàn hay nhiệt? Là tay hàn. Thế là gọi là bình nan y. Nó ngược lại. Rồi tay hàn là bình nan y. Nhịp tim cao, đường cao là bất buộc á, là tay phải nóng. Đấy, nhịp tim vừa cao này, đường vừa cao này, mà tay nó lạnh. Thế là bệnh nan y. Nan y là sao phải không? Là cái này nhiệt mà giả hàn. Bây giờ khi đi cầu thang á thì đứng ăn, cái nhiệt ở trong người nó ra. Nó ra thì nhịp tim xuống. Nhiệt trong người ra thì tay đang mát thì tự nhiên nó nóng. Đó, nhớ cái chỗ này nhá. Thành cái bài đi đúng hay sai biết liền. Rờ tay bây giờ đang lại. Lát đi á tay phải ấm. Tức là cái hàn trong người, cái nhiệt trong người nó ra nó nóng. Nó ra rồi thì tự nhiên nhịp tim nó xuống. Thấy cái này là rõ ràng nè. Cái nhịp tim bài hôm kia có học rồi. Nhịp tim lên có cái đường như thế nào? Nhịp tim cao là phải là nhiệt. Đó là một. Đường cao phải là nhiệt. Mà rờ tay là hàn. Thế là bệnh nan y là sao? Nhiệt giả hàn. Thì chặt mới tốt. Chặt mới tốt rồi bây giờ. Rồi đứng lên đi bộ. Rồi đứng lên đi rồi. Mà đã đạo gì? À, bây giờ coi nè, cái mặt này là má núng bằng tiền, đâu có đồng tiền đâu. Má núng là má núng ở sao?
ra cái số này phình nè, số này phình nè, số này phình nè, số này phình nè. Cái số này là gì? Phình tĩnh mạch. Rồi cái này nữa nè, nhìn vào con này. Cái số này á, hồi nãy nói rồi, số này là thuộc về đầu. Cái này hai nè, số này đầu. Nghe, số này đầu, số này bộ. Số này chân, số này đầu cũng to, bụng cũng to. Cái cầu thang này, đi ra đây. Đi sỏi đây đâu? Bên nào cao? Bên trái cao thì bên tay trái phình hơn, nghe không? Ba ta bị liệt mà bên trái luôn, thấy chưa? Bây giờ mình muốn biết liệt hay không á, thứ nhất là mình đã nhìn thấy số này to là cái mặt bên ra to. Thế khi một bệnh nhân mà trông thấy, ông thầy thuốc mà trông thấy mặt như vậy đó, hai tay này cầm nhắm cái má, hỏi bên nào có cảm giác đau, nó ở bên trái không không có đau, thế là liệt rồi. Liệt thần kinh rồi. À, đấy là cô này mà hay nữa, nhìn thấy mắt sắt. Đó là liệt nhẹ đấy nha. Nếu mà ăn sai một cái đó, chỉ cần ăn một trái sầu riêng hay là một trái hồng là rồi, liệt luôn. Như vậy lại không biết ăn uống. Ăn những món trái là chết liền. Thầy cho con thử bảo, tao ăn 10 trái không sao mà tại sao mày ăn 1 trái là bị? Mình ăn chứ có 90, mình ăn 10 trái đâu sao. Vì thế cái, như vậy có biết thấy là cái máy đó với cái máy đo đường rất quan trọng không? Không có hai này ông thầy chữ sai hết. Và trong khi bà mà niệm Phật đã tự nhiên bà hết chuyến rồi, con bảo bổ sung á. Bà cười được là tốt rồi. Bà cười được là tốt rồi. Nói nhiều có thể. Nói nhiều mất khí. Vì thế nói nhiều là hả hết á. Niệm Phật cũng hả hết á. Bây giờ muốn niệm Phật mà không hả hết thì niệm một câu mới thở thì nó tăng. Tức là niệm Phật một câu thì giống như hết đấy, hết là ai nước cao, như này đấy.